Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, đã đột ngột qua đời sáng 5 tháng 8. Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, quê tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế đối ngoại. Ông Vũ Tiến Lộc có thời gian công tác tại Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương trước khi chuyển sang Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch VIAC, ông là Chủ tịch VCCI từ năm 2003 đến năm 2021. Ông Vũ Tiến Lộc là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội các khóa 12, 13, 14, 15. Ở Quốc hội khóa 15, ông Vũ Tiến Lộc là đại biểu đoàn thành phố Hà Nội. Ở trên nhiều cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là giai đoạn giữ chức Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc đã góp phần to lớn thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế, hội nhập và cải thiện môi trường kinh doanh, mở mang sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Ông Vũ Tiến Lộc là người để lại dấu ấn đậm nét trong việc công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tạo động lực cho quá trình cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế tại các địa phương và bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững CSI do VCCI thực hiện nhiều năm qua. Với báo chí, ông Vũ Tiến Lộc được biết đến là chuyên gia kinh tế rất gần gũi, thân thiện. Ông thường xuyên trao đổi, trả lời báo chí nhiều vấn đề về kinh tế, đặc biệt là cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp